sâu lắm anh ạ, bên trong cái sâu lắm, cái hang to lắm. Ôi trời ơi quái vật trong đất gì rồi? Uống xem nó có gì đâu. Thôi đâu rồi? Cái gì? Cắn rồi. Cho ra đi. Chứng gì to thế? Ôi, một tảng to thế. Để ấy, mấy chục quả này á. Gì không biết nữa. Ôi, nó to. Không biết là chứng gì anh ạ. Ôi, chào mẹ ơi. Tôi được ăn được ấy. Oh my god. Ôi. Tí biệt lực chú buôn hết, tôi chú buôn hết. Ôi, nó còn nhiều đấy ạ. Năm. Ôi, ui, mấy chục quả đi. Ui, nó to gì mẹ. Ui, nó lực lượng kìa. Nó lực lượng kìa. Ui, Chết rồi. Cái sấu to lắm, ăn mất bùn em rồi.
rồi. Chết rồi. Nó tu rồi. Bây làm sao? Cái thằng nào có xương người đây, nó tha mẹ ao hoàn hoa rồi. Ừ, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Thì rồi. Đây. Ui ơi. Trời ơi, nó kéo nó ra rồi. Ui, nó to ra kìa. Ui, nó bà bún rồi, chú kia rồi. Nó mẹ bún rồi. Hay nó ăn thịt luôn bún rồi. Anh em mình phải bắt nó ra xong rồi. Bắt bụng, ăn bộ bụng rồi. Bắt nó ra xong rồi mổ bụng ra chứ. Ăn người lại, mổ bụng ra, cứ bún đi. Chọc vào mồm nó thử ra. Nó nguy hiểm á. Cẩn thận đi. Ui, nó ăn no, nó giả chết rồi, nó ngủ mẹ thôi. Hay nó đang nuốt ở cổng họng hay sao ấy. Ừ, hay nó đang nuốt bùn ở trong đấy rồi. Ngậm cái mồm, nó có máu lại. Ui, bùn đây. Mồm có máu lại. Ôi. Cái đó bắt cái gì? Cái này lấy cái gì? Lấy cuốc mẹ ra xong rồi mổ bụng nó ra, cứu bùn thôi. Mổ bụng ra rồi cứu cái bùn. Ôi này, nó ăn sao ăn no rồi này, nó nằm yên này. Mồm nó có máu kìa. Mồm này. Chết rồi. Thế này bắt sao được? Nó chui trong ấy này. Có cái to lùng kìa. Hay 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 hay. Giờ để cuốc ra. Cuốc này ơi, cuốc này, cứu bùn đi. Ui, nó há mồm kìa. Dạ đi, cuốc ra. Đây, đây. Ôi, nó gặp rồi. Ôi. Nó gặp cái sướng anh ơi. Ôi. Bùn của em rồi. Làm con bùn của em rồi. Bùn á? Ừ, nó lôi đây mất rồi. Chỗ bụng rồi. Kìa, mồm nó còn máu kìa. Nó máu chứ. Nó chưa nuốt hết, nó còn cái chân ở cổ kìa. Nhanh ơi. Bắt nó ra đi, để mồm bụng nó ra rồi cứu bùn đi. Bây giờ mày đi cho anh. Mày đi thật chắc tay nhá. Mày đi thật chắc tay cho anh nhá. Đứng nguyên nhá, khi anh bỏ tay bỏ nhá. Vâng, anh gì đi, cẩn thận nó cắn em đấy. Ui. Rồi. Được chưa? Bỏ cổ xuống. Cửa lỗ bỏ luôn nhá. Không bỏ dễ nhá. Cẩn thận đấy. Từ từ để em hỗ trợ. Nào, anh em hỗ trợ nào. Toàn đứng bên đây, toàn đứng bên đây. Toàn đứng bên đây. Để em cầm bóp nó. Đứng bên đây, đứng bên đây. Ui, cẩn thận nó cắn anh em. Trời ơi, ra đi. Ui, nó chạy ra. Ui, chạy đi em ơi. Tao bỏ thôi, bỏ ra. Chạy ra. Ừ. Ê, cái mồm kìa. Ui, tầm máu, tầm máu. Ui, mồm tầm máu nó ăn no bé rồi anh ơi, bụng to đùng kìa. Ui, nó nuốt ở trong bụng kìa rồi. Nó nuốt rồi. Ui, cái mồm nó có lông này. Có lông ở mồm này. Ui, có lông chó này. Ui, nó tấn công kìa. Nó ra rồi. Nó tấn công. Đừng công nghe mày, đừng chọc, nó cắn đấy. Giờ để nó đi ngoài hẳn đi. Tôi đùng cái này. Cái bụng tôi đùng kìa. Nó ăn mất rồi. Nó nuốt vào bụng rồi. Đi. Giờ không cho bắt cá sấu thì bắt cứu bùn thôi. Cho ra đi. Quay lại anh ơi. Ê. Đây là món giật máu rồi này. Máu nguyên này. Ôi. Nó đậy miệng này rồi. Kìa ở bên trong cái nó đậy cuống họng rồi. Nuốt vào bên trong rồi. Ui. Để đi. Cứ để nó chạy đi, để nó bò đi. Thằng cứu bò, cứu bùn. Để yêu anh hơn thống nhá. Bùn vào đây không? Đâu đấy không? Bùn đâu? Kéo ra. Kéo ra. Đây, kéo anh, kéo ra. Ui, bùn đây. Ui, mày quá. Ui, mày quá, không sợt vào rồi. Ui, chạy kìa. Không chế nó lại. Ui. Anh bị biệt rất rất. Oh my god. Ui. Đi đây. Đi đây. Ôi, chạy trốn rồi, quá to khổng lồ rồi. Anh gọi có người rồi, người giật ghế lên rồi đấy. Ôi, nó to lắm. Ui này. Anh Quyên, đừng xích thế. Ôi, mày quá. Happy. What happened? Ray. What is this? To lắm. Nó biết nói tiếng Việt à? Ừ, khổng lồ, nó khổng lồ. Ôi, thế thì chơi thôi. Ơ, chú xuống đây này. Mình nhẫn lắm anh ơi. Bạch phết anh em ơi. Anh xem nó, anh dò trước đi. Anh dò xem đi. Ui, ui, cái gì đây? Khi luôn. Ui giời ơi. Ôi. Có gì không đây đi? Ôi. Đi đâu, cầm cuốc chơi đi. Oh my god. Rồi, cái gì đó to lắm. Nha. Ôi, 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 ôi,
Mình tích vào bổ đấy nhá. Đấy. Ui rồi. Khai thông nó rộng ra đã. Ui. Nó ra anh vô luôn em nhá. Ok luôn. Cuốn cả người vào thì nó không dạng vừa đâu. Ui 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 em, từ từ. Ngọc bích. Wow. Oh my god. Oh my god. Ngọc anh. Ngọc, ui quý rồi, ui quý rồi. Đây để tí, để lên mượn phần ăn đi. Phần ăn. Xoay đi khả năng là ấy đấy. Cho bóng đây. Ui sáng kìa, sáng kìa. Sáng đi. Không 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 không. Phải trong cơ. Không còn thua rồi. Ô, 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 oh my god. Wow. Ui to đi. Ui trắng tinh này, bạch tang ơi anh em ơi, bạch tang ơi. Bạch tang rồi. Trận đấu nhá. Ừ. Ui. 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 Đang đi đang động. Ui. Ui, có gì đây? Mẹ đeo đi đâu từ nãy giờ ấy? Đi bắt ong. Ong. Vừa mới được có hai con trai, tôi đúng rồi. Ủa giang bị thon rồi. Giang bị thon. Ủa thon to nhỉ. Ui. Bơi luôn. Bơi luôn. Bơi hết sao. Ui dồi ôi. Ui. Ui. Trắng này. Ui con này dài thế. Ui con này dài thế. Ui con hai bên luôn này. Oh my god. Mở động bên này cũng bổ một hai phát bên này ra quyết. Quá ui dồi ôi. Lùng rồi. Ra này, đủ ra, đủ ra này. Ui dồi ôi, đủ ra ra. Ui, ui, rút rồi, rút rồi. Oh my god. Ui, ui, cựa này, cựa này. Wow. Ôi. Wow. Con này dài hai màu. Ui, ôi. Con này đột biến. Nè, nè, nó rút rồi, rút rồi. Đầu, đầu rút rồi. Wow, cái đầu của nó rồi, là cái đầu, cái đầu, cái đầu. Nè, cái đầu ấy. Rồi đấy, đấy, đấy. Ui, là cái đầu. Oh my god. Ui, cái đầu, my god. Wow. Này, chúa tôi. Gian Python, Gian Python. Ui, ui, ui. Ui, ui, cái này nó cuốc lên vạn đấy quyền đấy. Nhìn cái mặt nó cắn nhau. Con dài cái này cuốc lên vạn này. Cuốc chỗ này con này phải 7-8 mét rồi. Đấy. Ui, đừng bị thon. Đấy. Ui, vàng chó à. Ui, đừng bị thon rồi. Ui. Ua. Thuồng đấy thuồng. Thuồng đấy. Anh. Thôi anh để em. Em phòng ngự con kia nhá. Vâng. Cái đi cũng đi. Cái này đưa anh. Được không? Hai con. Con nó dài nhỉ. Anh. Chết rồi anh. Ui nó há mồm ra. Nó há mồm anh ơi. Nó há mồm rồi. Thấy nó không bỏ kìa. Nó bật mình, nó bật mình ấy. Ui kìa nó bỏ em ơi. Bỏ ấy. Cái nó bạn mình. Ui nó bạn mình kìa. Ui đây mọi người. Chú nó chui vào, chui vào. Thế tôi còn nó kia đây quyền này. Theo con này. Nào, nào. Vàng này. Hai con này, một con anh. Ui con hai. Hai đầu anh ơi. Hai con rồi, hai con rồi. Con em đoán ngay rồi, em nhìn thấy là đúng hai con rồi. Chú vào rồi. Ui thế là hai con à? Con rồi, vào đây. Ui. Anh em nhìn thấy là số bao nhiêu? Đây, mọi người này. Ôi cha mẹ ơi. Hai con thì có phải không? Hai con rồi. Đây đều một con hai con rồi. Đây bên này một con. Bây giờ anh em phải làm sao mày? Nick tung nó ra để về để nuôi nó ra đó cơ. Đấy. Ui nó thở phi phèo luôn đây. Ừ. Nó cái đấy đuôi nó ra thử nào. Thông đâu rồi. Oh my god. Hai con lượn. Nó cẩn thận đấy, nó cẩn thận đấy. Sa phi thong. Ơ đừng ngước cái đầu anh. Đưa đâu
Thôi bỏ hai con rồi. Con này ta giữa hai tạo rồi. Nó con khúc kia rồi. Đấy. Hai con, hai con rồi. Con này trắng răng sâu phối đấy nhỉ. Ôi giời. Trời ơi, to chưa này. Siêu to khổng lồ luôn mọi người nhá. Một con đực một con cái nhỉ. Đây con này con cái này, con này con vàng này, con này con. Đây là bắt hẳn đầu lên bãi á. Con vàng là đực cái to rồi. Con vàng con đen luôn nhỉ. Nó to này nhá. Nó cả kia nó hẳn cái đầu kia ra này. Ôi ôi ôi. Tôi nó lên bãi nhỉ. Đi, em mình bên lên bãi đi. Oh my god. Cái này bãi. Nó bò đi này. Nó quấn chặt quá. Đấy, có cái đấy. Máy giò nó dẫm rồi. Đấy. Nó bám vào chân anh ấy. Đấy, này hai con giáp python khổng lồ luôn. Ồ, nó hơn mất chân. Giờ phải về lấy túi chứ nhỉ? Lấy túi thôi. Có túi đựng thôi nhỉ? Quyền nó vừa chạy về rồi. Bây giờ như nào, có thể xử lý như nào anh? Túi à? Thì lúc túi băng vào nó cao thôi. Băng vào nó cao thôi. Có thằng siêu nhẹn đâu rồi nhỉ? Không biết, kinh giọt rồi. Hay là lại chạy mất rồi? Siêu nhẹn mất hút rồi. Để rời xuống đây đuối nữa em. Chạy đi, chạy đi. Nó bò này. Không ngược lại, chạy đi. Nó bắn nhá. Ui, chà mẹ ơi, nhìn này. Ui giời, lại bỏ đi này. Chú to khổng lồ. Nhanh lên. Con này phải 4-5 mét. Từ từ ra thở ấy. Ôi thở. Ui kiếm mắt được 2 bao. Thế thì 2 con 2 bao là được. Anh em vào đây. Ơ, không phải nắm cổ gì kìa. Ôi mọi người, con đây cái video này của anh em sẽ kết thúc ở đây. Mọi người, ủng hộ em mình nhé. Chào tất cả mọi người, hẹn mọi người theo nhá. Chào mọi người. Ôi, ôi, ôi. Bỏ đây, bỏ đây rồi anh em ơi. Bỏ đây á? Ừ. Để người nhận kiểm tra nào, kiểm tra đi anh em ơi. Kiểm tra nào, kiểm tra nào. Ôi. Con này đi ra đi ra. Kiểm tra nào. Chết nào. Ôi. Ui, tí nó bỏ vào mặt. Cái mày à? Ui, đây. Toàn bỏ ra. Ui, ủa. Toàn bỏ cho. Tí nó bỏ vào mặt. Bỏ hả? Ui, chết rồi. Sao không? Chết rồi. Tập. Ui, cái đầu nó to lắm. Nó to lắm. Đây. Cái đầu nó to lắm. Cái đầu nó to lắm. Xuống đây. Ui giời ơi. Được rồi. Ui to lắm anh ơi. Đúng rồi nhá. Ui đây. Oh my god. Con cái đó này. Ui thua đây. Trong này rồi. Trong này rồi. To lắm to. Trong này. Nó to cái đầu phạt cái này đây. Ui to như này, cái đầu to như này này. Đây là cái đầu ruồi à? Đầu to lắm. Đau anh ơi. Đưa. Thế nó kéo người đâu ăn thịt. Không nhẹ này không bắt tôi. Spider-Man này yếu thế nhỉ? Ô bộ này nó là hàng fake anh em ạ. Trước kia bắt điện thật kia nó không sao, giờ nó không bắt được con nào nó thế đấy. Đó là nhái. Ôi nhìn nó to như này biết như nào rồi. Nhái. Ui giời. Ui giời. Một bụng này bụng luôn mẹ rồi. Bắt đó là sao anh ạ? Ôi giời ơi. Thế nào? Thế nào ăn gì đây? Ui giời. Uống bia nhiều. Người nhận bới đây nhìn lên. Bới đây. Anh nhau bới đi. Ôi nhìn sắp đến rồi tay rồi, nghe nó đào mạnh nhá. Ui, nó cứng lắm anh em ơi. Cứng lắm cho bún ra đây. Bún ra đây. Không chơi được. Ui, này, dùng sức người rồi. Ui, nhìn gì? Bắt một con kéo rồi. Ông cái đôi đi đâu rồi?
không biết đâu, cậu anh ăn thịt rồi, cho nó kéo lỗ rồi. Đã chén mất rồi. Ăn thịt rồi, trong cái bụng rồi. Nhìn cái lôi to lắm. Mà nghe con này đói mồi lắm. Mình vào cái nó thịt đâu luôn. Có phải trước lôi không ăn thịt người rồi. Đúng rồi. Cái mồm nó này này. Sao bên nơi chưa anh em? Anh đó đây. Đào trên đi dưới cũng dễ. Cô Tùng ơi, kìa, cái thằng to to cái nó xuống nó đào kìa. Ồ, cái thằng to to này. Đây, đây đâu? Đây á? Ừ. Ôi ôi, ông này bé ra đi. Ông này bé ra đi. Ôi ôi, tay to, tay to. Ôi cơ. Đến luôn. Đi nha. Ôi my god. Kia, nhìn chưa? Oh my god. Thôi 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 đi. Buông vào đi. Ui. Ui. Tớ rồi. Cái này là nó ngực trời rồi nhỉ. Ui, nó gặm kìa. Ui, nó gặm mạnh lắm. Bóc từng bóc đất. Ui dồi ôi, con này ham khỏe, Oh my god. Đến rồi, nó nhảy đấy. Vua chó, nó cắn nó khải khác ấy. Bây giờ anh em cho Bitbull ra đây để cho người nhảy bắt đây. Được rồi, bế chó ra ngoài. Đứng lại cho người nhảy cuốn đất đây, đứng lại cho người nhảy cuốn nào. Người nhảy đỏ kia cuốn đi nào. Bút ơi. Đây này. Bút ra ngoài. Bút ra ngoài đây. Bên ngoài đây. Tầm này người nhận nhìn đây là khúc bên đây đấy. Ui ôi, người bắt này cả. Đây đấy nhỉ. Lịch quá. Thằng này nó say rượu vậy mà. Thế là nó yêu. Đây, anh cho nhẹ kia lên nó đục đây đoạn đây. Đây, nhẹ nó đục đi. Đây, đây. Ai chà. Ây à, xong rồi, hôm nay thôi xong nhận hợp sức nhá. Lộn chết đấy. Ấy chà. Được đấy, đấy, được đấy. Ui ôi, người nhẹ chết rồi. Người nhẹ tao khác kinh thật. Rồi bỏ mặt nạ. Thằng Quốc này bỏ mặt nạ đi. Thằng Quốc bỏ mặt nạ đi. Quốc bỏ chân bỏ mẹ. Ui. À nó mặt. Nóng nấm. Mặt rồi. Ui. Ui. Phát kìa. Thằng đá chật. Top. Thằng phát kìa chùi kinh quá. Ui ôi giời ơi, bới ra, bới ra, có tay nghẹn là bới ra, để cho tay nghẹn bới ra. Bây giờ nhận thôi anh ơi. Rồi anh béo thả rồi. Gắn, gắn đấy nhá. Anh béo vắt nữa sang bên rồi mọi người. Đứa anh sắp lại bằng Pitbull rồi. Sắp được rồi. Trên đây. Đúng cái này khả năng thả rồi. Đúng rồi, có dễ. Bới đi Spiderman ơi. Lắm cuộn lắm, cuộn to lắm. Kìa có hang con gì to chưa kìa. Đến rồi. Ui cái gì. Xuống. Có to lắm rồi. Ui dồi ôi, to lắm. Chưa. Lôi được ra chưa anh? Đây này, trên đây này. Wow, nóng quá. Nhìn này, từ ra, cuộn lắm ra, cuộn ra. Rồi, hai siêu men vào hợp thức bắt đi. Ồ. Bắt cái cửa mẹ. Bắt đi. Anh báo bắt đi. Cái đầu đâu? Wow. Mà đúng mà từ bé là mới thấy thằng Spider-Man béo này anh em ạ. Thằng men này béo trẻ hết đi đấy kìa. Ông này khả năng là có chữa. Có chữa không? Đồ biến đen. Oh my god. Ui to lắm. Ui sủa ơi. Như bắp chân. Không phải túi đâu. Chờ to. Vác đây. Vác này. Ui sao. Ôi. Ngô luôn. Này phải mấy trăm cân này. Oh my god. Nào đeo mũ vào để đây thôi rồi, em ơi, để đây. Đeo mũ vừa hay. Đeo mũ vào. Đeo mũ cho mọi người xem này. Spider-Man vác lên đây này. Đây, mũ. Ôi, Spider-Man này phát đi rồi. À. Rồi. Được chưa? Ok chưa? Rồi, cứ đứng vậy rồi, nào, nhìn thấy nào?
Oh my god. Ngon luôn này. Oh, tuyệt vời mọi người nhá. Thì mọi người coi cái video này của anh em sẽ là dừng ở đây để anh em kết thúc video này và chuyển con chăn về nhá. Thôi chào mọi người, hẹn mọi người video nhá. Ôi, tao phải cỏ rồi. Ôi. Mà xem cái mũi hai con anh ơi. Thôi để mất đó. Từ mày mất đó. Quý đó, tôi nhìn. Cái nó cắn tao nó cắn nó cuốn luôn vào đây đấy. Thôi toàn ơi. Hai con đi ăn thịt đấy. Ui, nó bẻ xương rồi. Bẻ xương rồi. Xương toàn ơi. Chưa đổ cái rồi. Con nào con ăn thịt toàn đấy. Một con này nó to thế, một con to thế. Toàn lắm mày. Ôi ôi. Đào cuốc ra quyền này. Cuốc rộng ra đi, cuốc rộng ra đi, cứu toàn đi. Không có sức nào thì cuốc rồi. Ôi ôi, nhìn thấy bùn đủ đất cái tay rồi. Cuốc ra. Rồi, dẫn cuốc nhé. Cố gắng cứu toàn về. Ây chết rồi. Ui dồi ôi.
con to này ra thì toàn rồi. Ôi giời ơi. Mẹ đâu ra đây? Ui giời ơi. Mẹ ăn người ấy. Mẹ đâu ra đây? Vừa con chân to lắm mà. Mẹ anh Quyền lại đi cùng lại bỏ em chạy mất. Tôi phải gọi người. Đây đây. Em gọi đéo ra thịt mày đâu cơ? Ba mày. Em chưa chết à? Vật trong nó đây, phải bị chui ra đây. Có phải chưa chết à? Chết thì anh thì sao ấy? Xuống mới đất. Mẹ mày, làm mà anh em cứ nuôi. Mẹ mày cứ tưởng mày bị ra thì chết đâu cơ. Gọi bắt đi. Tối hai con rồi. Hai con. Ui, mẹ không biết con nào, mẹ bôi em vào đây. Tí nữa, mẹ, mẹ em làm tí luôn. Mẹ làm hai con. Mẹ cứ tưởng là chết rồi cơ. Chết, anh chết đi. Con đâu mới chết. Mẹ mày, anh em tao cứ đi vẹo, mày sợ mày ăn chăn thịt đi. Không biết là mày bơ bơ mới hay. Con này làm sao ăn thịt đấy em? Thế mày chạy kiểu gì mày nhanh mày? Mà mày đi đâu mày nấp ở đâu à? Lúc em ngất nó quấn rồi là trong lúc em tỉnh dậy là em chạy. Ừ thôi, kiểu nó to vào lỗ rồi, chết rồi. Bơi mới đây nha, ui to đấy. Ồ, giặt thì to rồi, khổng lồ quá ạ. Mẹ, cứ thử thằng em đi mất rồi. Ui này, ai da. Ai da, à. Ui, anh em ơi con này to thế. Con này lớn ta. Ui, con này. Ui da. Ui da, mẹ ơi. Dạ màn. Khổng lồ luôn. Ui, ua. Lỗ nhét bóng gì anh kìa. Kìa nhìn lỗ nhỉ. Hai em bắt con chị em phải cầm về không em lấy bao đấy nhá. Ừ. Sao đây. Bây giờ hai anh em mình. Bây giờ con này phải muốn người canh. Bây giờ. Để anh Quyền về đi. Ừ, hai anh em về đây trước đi. Ui mọi người. Ui con này phải tập tạ rưỡi. Con kia khoảng độ một tạ. Ui ôi, hai con này đủ rồi. Mày lấy mấy thạch chơi. Mày lấy bao không? Có bao đâu đấy. Ở đâu đó quấn người nhá. Em sức khỏe mà. Ui. Ôi nó nặng lắm. Hay bây giờ hai anh em mình cũng ghê vào đâu chỗ tâm chứ bây giờ mà mày thì ở đây nắng lắm. Anh em mình cũng vác nó đi. Vác được không? Nuôi ra, nuôi ra. Để nuôi ra. Đây à, để nuôi ra. À, đúng đầu để anh ôm đầu chưa? Để anh ôm đầu chưa? Vác đi. Anh ôm đầu chưa? Mẹ áo thằng Quyền nó hôi nách, mẹ mày. Chăm nó. Đâu đâu, thẳng nó đi. Ôi trời ơi, lấy em tôi hai con chân này anh em bắt được đây. Ui, nó nằm nó phơi nắng. Con được cái con chân cái. Nó phơi nắng ở giữa đường luôn. Con này có chữa này anh. Hả? Có chữa. Con này có chữa. Tôi có chữa. Con được. Cái sạch bụng chữa. Con này nó hay đi đôi. Ui, em cái bụng nó to lắm ạ. Ui, toàn trứng này. Ha, trứng dồn này, nhiều lắm. Ui, nhiều lắm, dày lắm. Đây mấy chục quả trứng. Thôi coi nó biết cái con kia lại nó đi tẩu thoát kìa. Đấy rồi nó đi tẩu thoát anh em mình bắt. Ê, chú ơi, Toàn ơi. Ui nó quẩn này, túi này. Đâu đầu á. Đây, anh em xuống đi. Đây xuống xong rồi. Vất ở nhà ăn cơm xong rồi, tốt đi lấy cao quá. Ờ, chỗ lấu cao luôn không anh? Lấu cao luôn em ơi. Bấy này bẹt lắm rồi. Phải lấu tí cao ăn nó lại thức cái. Con này là cho luộc được ấy nhỉ? Con này luộc hầm thịt vào luôn đi. Ăn cho lại thức cái. Bên này nó ngóng á. Vất vả, quá mất. Con đèn vất vẻ đi nhỉ, béo quá bắt đâu. Bắt vào nấu cá, tiện nổ bắt hết rồi. Con này cứ bắt vẻ không lấy cho bít bùn ra. Nổ có bít bùn nó gặm nhỉ. Ờ, có bít bùn ra rồi. Mọi người. Có bao đầy luôn. Có chưa? Một cục trời. Ủa, ôi. Sân ngồi em ơi. Chưa? Đó, về dụng đâu. Chưa? Thôi mọi người ơi, cái video này của anh em mình sẽ tạm dừng ở đây nhá. Anh em mình bắt con này về để nấu đó. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nhá. Chào mọi người nhá.